Đầu video cho Quốc Hào gửi đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Chúc tất cả anh em có một ngày săn bắt bội thu. Sáng nay mời cả nhà trải nghiệm cùng mình đi cuốn bẫy chuột nha. Mình tới địa điểm rồi nè. Cái bẫy đầu tiên thì mình thấy dính một con chuột mini rồi nè. Đây, một con chuột bẫy rắn. Cái bẫy đầu tiên lụm hàng. Đây cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ hai này cũng dính một con chuột bẫy rắn nữa nè. Này. Cái bẫy này thì chết quớt rồi. Còn nguyên luôn. Điểm này thì mình còn hai cái nữa. Wow, cái này chết luôn ta. Hỏng sập rồi. Cái này sập rồi nè. Một con chuột bẫy rắn nữa. Rồi tiếp tục tới bẫy luôn cả nhà. Hôm bữa thì mình đặt tới đây là điểm cuối nè. Cái đường mưa này nè. Hôm nay thì mình đặt dài 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 lên tới trên đẳng luôn nha. Cái bẫy này thì mình thấy sập rồi nè. Một con chuột bẫy rắn nữa. Đây. Chuột lúc này con nào con nấy nó mập lúc luôn cả nhà. Tuy nó nhỏ mà nó mập nè. Ú nâu à. Tiếp tục ra cái bờ này thì mình có một cái bẫy nữa nè. Cái này mình thấy hình như là dính luôn rồi nè. Một con chuột to nha cả nhà. Bít cái lợp luôn nè. Đây. Đã chưa? Cái bẫy này thì chết quớt rồi cả nhà. Không sập. Đường nó chạy quá trời. Đây. Chạy tới láng nè. Mấy cái đồng ở đây thì nó chuột trống. Chuột nó sẽ dồn lên mấy cái bờ này nha. Nó dồn lên từ qua bên bờ kinh. Tối thì nó sẽ qua bên đây kiếm ăn nè. Cái bẫy này lật ngửa luôn mà nó không dính rồi cả nhà. Cái bên đây cũng chớt luôn. Đường nó chạy nè. Quá láng luôn. Vậy mà không có chuột. Đây hai cái bẫy thì mới sập dính được một con nữa nè. Đường nó chạy nè. Mấy cái đường này nhất định là sẽ có chuột. Nhiều khi nó khôn quá nó không có vô bẫy cả nhà. Đây. Cái này mình thấy dính một con nữa nè. Toàn là chuột lứa lứa không à, chuột không có được to. Chuột bẫy rắn.
Cái này mình thấy nó dính nữa nè. Đây hai cái chạy được một con. Đây. Tuy rằng nó không có được to nhưng mà nó mập cả nhà. Ú nu nè. Cái này thì chết rồi. Cái này chết luôn. Hai cái này còn nguyên luôn. Sáng nay dính hơi yếu hơn hồi tối vậy cả nhà. Hồi tối dính muốn mỗi cái luôn. Nó dính hết chuột luôn ta. Đây cái này dính một con chuột khá là to nè. Bích lợp, bích lợp. Đây, nó mập lúc luôn cả nhà, ú nu à. Nhìn nó ngon sao đâu á. Những con chuột này về nhà mà ướp nướng một cái nha, nhức cái nách luôn. Đây thì hai cái thì mình thấy chạy được. Một con mini nè. Hai con luôn cả nhà. 17 hai con. 17 thì nó không sạch. Bẫy này dính hai con chuột mini luôn. Hai con chuột bẫy rắn. Cái này thì chết rồi. Cái này là cái bẫy luôn mà nó không sạch. Ra bên đây mình thấy dính thế này. Một con chuột. Chuột này thì nó không có được to. Đây thì mình thấy có hai cái dấu nữa nè. Cái này thì chết quá rồi cả nhà ơi. Cái bên đây thì mình thấy chạy được một con chuột mini nè. Đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đường nó chạy nè cả nhà. Đường quá trời đường luôn. Nhiều khi nó khôn quá nó không vô bẫy cả nhà. Mấy cái đường này bảo đảm nó có chuột chạy luôn nè. Khá là láng luôn. Cái bẫy bên đây thì mình thấy sập nè. Một con chuột nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây. Con này màu nó đen thui luôn trời. Muốn lai chuột cũng nhum gì á. Cái bên đây thì nó chết quá rồi. Hai cái bẫy bên đây thì mình thấy dính hai con luôn nè. Một con chuột mini, chuột bẫy rắn. Bên đây một con chuột to nè. Đây, đã chưa cả nhà. Bích cái lợp.
Cũng sắp hết bẫy rồi cả nhà. Cái đây mình thấy dính một con chuột bẫy rắn nữa nè. Đây. Nãy giờ thì đa số toàn là chuột bẫy rắn không cả nhà. Không có chuột to. Lưới 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 lưới. Hai cái bẫy bên đây mình thấy chạy được một con nữa nè. Một con chuột mini. Trời. Sim mini luôn. Cái này thì nó chết rồi. Hình như còn à. Mấy 5-6 cái là hết bẫy à. Hai cái này thì nó không dính này cả nhà. Cái bẫy này thì nó không sập. Cái bên đây sập thì nó không dính. Cái này sập mà không dính. Ba cái bẫy cuối cùng. Rồi cái này nó lạc cái bẫy luôn mà nó không dính. Chất quất. Cặp cái má kinh này thì mình còn hai cái bẫy cuối cùng nè. Hai cái này thì mình thấy dính được con chuột. Chuột cống nhum cái nhà. Mà là chuột con không có được to. Đây. Chuột lứa. Cái bên đây thì nó không sập rồi. Rồi video của mình thì cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn. Thành quả hôm nay thì đa số toàn là chuột bẫy rắn không à. Chuột bự cũng ít à.